Thưa quý vị, sáng nay mùng 7 tháng 2 đã xảy ra một vụ cháy bãi phế liệu tư nhân dưới gầm cầu Thăng Long, tạo thành các cột khói cao, mịt mù. Tình hình giao thông qua lại khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng. Vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 7 tháng 2, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội nhận được tin báo cháy tại bãi phế liệu ngoài trời tại gầm cầu Thăng Long, doanh Phạm Xuân làm chủ, có tổng diện tích đất khoảng 100m2. Khu vực xảy ra cháy khoảng 50m2, sau khi lực lượng chức năng triển khai, lực lượng đến hiện trường, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu sụi. Vụ cháy không lan sang các cơ sở xung quanh, tuy nhiên khói của đám cháy bốc cao hàng chục mét, cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông trên cầu Thăng Long. Các phương tiện phải di chuyển chậm nên gây ách tắc vào đầu giờ sáng.